Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ phân tích về gian đếch. Ba điều các bạn phải lưu ý. Thứ nhất là gian thì công đuôn ở ở sông. Thứ hai là gian thả từ dưới nhà. Thứ ba là đợi địch rồi thả gian. Vậy thì câu hỏi là trường hợp nào nên sử dụng? Hãy cùng theo dõi. Các bạn nghe điều này nhé, nếu mà mình thả gian ở trên ý, thì chắc chắn là địch sẽ thả mô ta để phòng thủ. Như vậy thì là rất là khó công. Việc thả gian từ dưới nhà cũng để dụ địch thả mô ta. Mình chấp nhận để mô ta bắn nhà hai phát, nhưng bù lại thì địch cũng đã mất mô ta, và chắc chắn là địch sẽ đợi hunter lên để bầy minion hốt giết, cho nên mình đã thủ sẵn poison. Đấy thôi, đấy các bạn thấy không, cũng đơn giản đúng không, bởi vì chỉ cần một lần công thôi thì đã gần nát trụ rồi. Nếu không dùng được như vậy thì trận đấu nhiều khả năng là sẽ hòa. Golem là cái deck Gator deck gian. Trong trường hợp này thì mình chắc chắn là các bạn sẽ dùng poison đốt ally của địch. Nhưng như vậy không phải là thượng sách. Việc kéo dài trận đấu ấy, thì sẽ vô cùng bất lợi. Nên mình chấp nhận để địch dùng ally. Nhưng bù lại là mình có lợi thế về ally trong một khoảng thời gian ngắn này. Do vậy là mình công gian luôn. Được 1/2 máu trụ cũng là thành công rồi. Và giờ thì mình đã có lợi thế về Ellie.
À, có một chi tiết này mà mình thấy các bạn hay mắc phải, đó là việc thả gian từ dưới nhà xong thả print sau đít gian luôn. Vậy tại sao phải làm như vậy? Vì các bạn nhớ rằng là chúng ta đang cần gian đi chậm lại, mà việc thả print luôn như vậy thì sẽ làm gian đi nhanh hơn. Không nên là như thế. Và cái điểm quan trọng của trận đấu này là việc nhớ tên PK của địch. Các bạn lưu ý là phải ra 4 cạc thì mới xoay vòng lại được cạc. Cho nên là khi địch đã ra PK rồi ra Mega Minion, rồi Miner, địch phải ra thêm 2 cạc nữa thì mới có thể ra được PK. Cho nên là mình công gian luôn. Mình đã ra hai cạc đang mạnh là Vin và Hunter nên giờ thì mình không sợ VK nữa. Gian chết thì VK cũng sẽ chết. Nếu trận đấu này không phải là Leader thì mình đã có chiến thắng. Mình đã có 9 trận thắng liên tiếp và 3 trận hòa suýt thắng với deck mình mới tạo. Phần cuối thì mình sẽ chia sẻ một trận đấu mình nghĩ sẽ đem lại nhiều bước cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you.
grew.